cảm ơn ngươi. Khang tiếng quá. Hello mấy chị nha. Chị nào đấy, em rồi, cho em một chấm nha mọi người. Mấy mẹ sắp hết ấy đây nè. Lấy cho mẹ cục đi, ngay cho cái kéo quá cơ. Ngay cái kéo quá, lấy cho mẹ cục. Ừ, dỡ cái đó ra. Ừ. Ừ. Hello mấy chị. À, bữa nay đầu tuần em xả kho nha mấy chị ơi. Bữa nay đầu tuần em sẽ xả kho nha. 95 cuộn rồi chị. Hết 95 cuộn rồi đó. Bữa nay em khàn, bữa nay em rất là khàn tiếng, chắc là không có nói nhiều được đó mấy chị, cho nên em like chút xíu thôi mọi người. Sáng giờ mà giọng nó vẫn chưa có thanh lại được. Rồi chị nào đây em chơi một chấm nha. Cái gì vậy bác? Em nói vậy bà là đó, nói hoài nha. Hồi tối bà mới la đó nghe không? Rồi mấy chị ơi, thấy em nha. Dạ, hello mọi người. Mấy chị chấm bài lên giùm em cái nha, để em lên hàng sale nè. Em về đầm xét để cho mấy chị đi chơi lễ đó. Đầm xét để cho mấy chị đi chơi lễ đó. Bây giờ em sale hàng rẻ trước. Chị nào thương em cho em xin một chấm nha mấy chị. Dạ hello mọi người. À dạ, không phải. Cái của chị là do chị nói nhiều. Tại vì em nói quá nhiều á mấy chị. Có thể một like em nói suốt 2-3 tiếng đồng hồ á. Cho nên cái giọng em nó bị khàn. Nhưng mà tới tầm khoảng chiều á, thường thường là khoảng 3 giờ á, là em mới bình thường lại. Bị hoài à. Ừ, để em cố gắng. Rồi, cảm ơn em. Rồi mấy chị ơi, em lên hàng sale nha. Em lên hàng sale đầu like nha mọi người. Mấy chị cho em xin 1-2 chấm nha. Những cái hàng này em sale giá rẻ cho mấy chị đầu like nè. Có bộ tay dài luôn nè. Xả bớt hàng giá rẻ cho mấy chị nha. Hello Dung Lê, gửi rồi mà chị. Đơn chị gửi mấy bữa nay rồi mà. Hồi đơn chị gửi hôm kia lần mà. Đầm bên nhà em là 55kg về nha mọi người. Dạ, tất cả các lô đầm nhà em đều là 55kg về. Rồi em lên đồ sale nha mấy chị ơi, em lên đồ sale nha. Dạ mấy chị ơi, thương em cho em xin một lượt chia sẻ nha mọi người. Chị nào mua hàng bên em rồi, mấy chị thấy hàng bên em nếu mà ok, nhớ giới thiệu bạn bè ủng hộ giùm em nha. Dạ cảm ơn mọi người trước nha. Mai hết pin luôn rồi. Mới vừa cầm quà cái hết trơn pin. Dạ. Thiệt tình luôn. Dạ hello mấy chị. Rồi em lên hàng sale nha. Chấm bài giùm em cái nha mọi người. Lô đầm, lô set em mặc. Bên nhà em là phơm 55kg đổ về. Rồi mấy chị lên cho em sale nha mấy chị ơi, em sale nè. Lên cho em bộ lụa màu 55kg về lụa màu. Em sale cho mấy chị bộ này, em sale tặng đầu like nha. Sale tặng đầu like. 55-56kg về cho em lụa màu. Bộ này là bộ chính tất. Sale cho mấy chị 45.000. 45.000 cho em.
À, lấy màu cam, comment cho em màu cam 45.000. 55kg về màu cam giùm em. Màu cam 45.000. Dạ cảm ơn chị. Rồi lên cho em bộ thun lạnh 55kg về luôn. Ai cái bộ lạnh này tới 60kg lần mấy bà ơi. Cái bộ lạnh lửng này 57-58kg về đi. 45 lụa màu cho chị Nguyễn Thu nè. Dạ rồi. Chị Nguyễn Thu. Ok chị. Rồi lên cho em bộ thun lạnh lẫn nha. Thun lạnh lẫn bộ này 55-56kg về giúp em. Sale cho mấy chị bộ lẫn này luôn 35.000. Comment cho em 35.000. Hello em Mộng Tuyền, 35.000 giùm em. 35.000. 35.000 giùm em mấy chị ơi. Em đang sale rất rẻ luôn, mấy chị mua đi về để dành mặt. Comment cho em 35.000. À, bộ lửng 35.000. Tô Thảo ơi, đơn em chị mới gửi hồi trưa, rồi nha em. Đầm màu nâu hả? Màu nâu không có màu đen. Chưa có lên đầm, chút nữa đi mọi người ơi. Chút xíu nữa đi rồi em lên đầm nha. Ai lấy thun lạnh lửng comment 35.000 lửng. Rồi lên cho em bộ lụa size 2X nè. Lên cho em bộ lụa 60kg về lụa dài. Sale mấy chị bộ này luôn, lụa dài. Comment cho em 75.000. 75.000 dùm em nha. Chị nào lấy comment cho em trắng 60kg về. Sale luôn bộ lụa dài 75.000. 75.000 comment cho em trắng 75. Bộ này là bộ lụa dài nha, trắng 75. Trắng 75 giùm em mới chơi, trắng 75 nha. Trắng 75 giùm em. Chị nào lấy bầu lụa 2X này comment giùm em nha. Trắng 75.000. Không chị ơi, xét tầm em không có size lớn chị ơi. Size 55kg đổ về rồi. À, lấy comment cho em trắng 75 lụa 2X. Em đang lên hàng sale nè. Rồi bộ satin giùm em mọi người ơi. Tiểu thư satin cho em 55kg về. Nó dướng cái gì đây mà nó cứ ngứa ngứa vậy trời. Comment cho em bộ tiểu thư satin mấy chị ơi. Em sale bộ này luôn. Sale bộ này cho mấy chị luôn 80.000 thôi nè. 80.000. Chị nào lấy tiểu thư comment cho em sale luôn 80. Form này 55kg đổ về cho em 80.000. Tiểu thư satin tay dài 80. Áo khoác 85.000 hết rồi nha chị ơi. Khoác 85.000 hết rồi nha. Comment cho em satin tiểu thư 80. Là em tí mới chơi. Em mặc em không có quen. Nó cứ ngứa ngứa mình. Bực bội sao. Không. Áo khoác em hết rồi chị. Rồi lên cho em bộ đuổi lửng mấy chị ơi, bộ đuổi nè. Tặng cho mấy chị luôn nha, nhanh tay xe la giùm em. 55kg về đuổi lửng xả luôn 60.000. 60.000 luôn đuổi lửng nè. 55kg về mọi người ơi. Lên cho em đuổi lửng 60. Quá rẻ luôn. Rẻ hơn tô bún bò luôn, 60.000. Ai lấy lửng đuổi comment cho em 60 lửng đuổi. 55kg về. Đuổi lửng giùm em. Rồi áo phông rộng 25.000. 25.000 cho em lửng.
À xin lỗi, phong rộng 60kg về 25.000. Đuổi 60 cho chị Thu nè. Ok chị Nguyễn Thu nè. Phải đẹp lắm mấy chị. Lên cho em rộng. Rộng 20.000, 25.000 rộng. Rộng 25.000 giùm em, đuổi hết rồi. Rồi em còn bộ lụa size 4X 65kg về. Lên cho em bộ lụa 65kg về. Sale cho mấy chị luôn 75.000. Chị nào lấy vàng comment vàng cho em 75.000 màu vàng. Màu vàng 75.000 giùm em màu vàng. Chị nào lấy lụa lửng size 4X comment màu vàng 75. Vàng 75 giùm em vàng 75. Hai cái quần này quần trung niên, bữa hả chị nào mua mà không có nè, comment lại cho em nha. Trung niên, quần trung niên size 1X, size này 60kg về cho em. Quần trung niên, quần trung niên cho em mấy chị ơi, trung niên sale cho mấy chị luôn 60.000, vải cực kỳ đẹp luôn. Quần có hai túi giùm em, có đá nha mọi người. Ai lấy quần trung niên comment 60. Đầm màu nâu treo sau lưng. Đầm 85.000 mới chơi vải đẹp lắm luôn. Đây cái đầm sau lưng đưa màu cho mấy chị coi nè. Em có màu nâu. Đây. Mấy chị comment cho em màu đó là màu vàng bò đi. Màu này màu nâu đi. Màu nâu nè. Màu này màu nâu mấy chị ơi. Cái màu em đang treo mấy chị comment cho em là vàng bò đi. Màu này màu nâu nè. Đầm này bao đẹp cho mấy chị luôn. Đây, đây là màu nâu. Màu đang treo là vàng bò. Quần 60 cho chị Thu nè. Nó được 4-5 màu. Đầm 85 ngàn. Đang treo mấy chị. Ai mua lô set bên em bữa nay mấy chị hỏi quá trời hỏi luôn. Nhưng mà hết rồi. Còn có vài set nữa hết rồi. Ai lấy màu nâu là màu em cầm nha. Màu em treo là vàng bò. $85,000. Tô Thảo ơi, em lấy màu sau là màu vàng bò giùm chị nha. Ờ đây là màu nâu nè. Với mày màu xanh rêu. Được 3 màu ơi, màu xanh rêu. Đầm này 85.000. Đang treo mấy chị xanh rêu nè. 55kg về cho em. Phía sau có dây kéo nha mọi người. Phía sau có dây kéo. 85.000. Quần trung niên hết rồi chị ơi. Tô Thảo lấy cái đầm sau lưng chị nè. 85.000. Có set luôn nha mọi người. Mấy chị comment ra giá tiền giùm em luôn mấy chị ơi. Comment ra giá tiền giùm em nha. Ok ok em. Và đầm. Set và đầm nha, 85.000, hàng mang gồ đẹp. Dạ còn. Nó không có size lớn chị ơi, nhà lọ không có size lớn. Cái này nó mai nó dạng nó bán cho toàn là bán form trung bình cơ mà. Mấy chị tròn tròn là không có size luôn. Không có 65kg chị ơi. Bộ em mặc nè. Bộ em mặc nó có nhiều màu, set em mặc 85.000 luôn. Set nha mấy chị. Set em mặc là set nhưng mà cái này chị nào thích bỏ áo đóng thùng cũng được luôn nha. Chị nào thích bỏ áo đóng thùng thì bỏ áo đóng thùng cho em. Đây cái set này chế nào muốn mặc kiểu nào thì mặc, ăn đôi vô mấy chị thích cái nào thôi nè. Đó, chế nào thích bỏ áo đóng thùng thì bỏ, chế nào thích mặc bỏ ra ngoài thì bỏ. Xanh rêu 85. Ok em, đầm đẹp lắm. Đầm là bao đẹp luôn. Có đầm ngủ. Đầm ngủ là đầm nung lạnh đó em. Đầm ngủ là đầm nung lạnh. Chị đang sale 35.000 kìa.
Ừ quên nữa. Chị Mỹ Hồng ơi, chị có mua đầm thun lạnh mặc ngủ không? Em đang sale 35 ngàn kìa. Đây set em mặc có màu rêu 85 ngàn thôi mấy chị, 55kg về. Màu rêu nè, comment cho em màu đỏ nè, 85 ngàn. Cảm ơn em. Màu đỏ ở phía sau đẹp lắm nha mấy chị, phía sau đẹp lắm luôn nha. Nó có nguyên một cái bèo luôn nè, nó có nguyên một cái bèo luôn. 85 ngàn màu đỏ nè, xếp 55kg về. Chị nào cao cao ấm ấm đi 56-57kg, tại vì phía sau nó có lưng thun nha mấy chị. Phía sau nó có lưng thun nè, có dây kéo luôn, có dây kéo bên hông luôn. Dạ cái này là măng gồ chị ơi, set măng gồ đầm, đầm với set. Chị Thêm Nguyễn ơi, chị lấy xanh riêu gì vậy, đầm hay set vậy chị? Comment cho em màu đỏ, màu xanh riêu, màu vàng với lại màu nâu. Set này em có bốn màu đỏ nè, vàng, vàng, nâu, màu đen, màu xanh riêu, 5 màu luôn. 5 màu ấy chị ơi, 5 màu cho em. Màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu vàng, màu xanh riêu. Có 5 màu nha. Chị nào lấy màu gì comment cho em. 5 màu. Màu đỏ, màu đen, màu nâu, màu vàng, màu xanh riêu. Riêu đỏ cho chị Thêm Nguyễn. Dạ đàn em tí xíu nha chế. Set em đang mặc 55kg về giùm em nha mọi người, 55kg về. Set em mặc là set mango 85 ngàn. Dạ hello chị Chi Nguyễn. Lấy rồi Tô Thảo ơi, lấy cho em rồi, lấy cho em rồi nha. 0776 381039. Ok chị Thêm Nguyễn nè, số điện thoại chị em không có tra được thông tin luôn á. Rồi ok chị em cứ chốt đây đi, rồi mai bên em sẽ gọi điện. Riêu đỏ 85 ngàn, comment giùm em 85 ngàn đi chị ơi. Mấy chị comment ra giá tiền giùm em nha. Mấy chị không có giá tiền em phải ghi vô đây nữa mấy chị. Xếp mango, mango. Chị Thêm Nguyễn mua xong cho em xin địa chỉ nữa chị đẹp ơi. Riêu đỏ 85 nè, set mango em đang mặc đó mấy chị. Chờ chế chơi kem cho chị Nguyễn đi quà. Comment giùm em 85 ngàn luôn đi mấy chị ơi. Mấy chị nhớ comment mã kèm giá tiền giùm em nha. Không có giá tiền em không ra bill được mấy chị. Rồi chị nào lấy set em mặc nữa comment nha. Chị em ơi, chị đang like cái set này cho khách coi mà, đợi tí đi cưng. Em cho chị Hòa 85 ngàn, comment giùm em 85 ngàn mấy chị. Màu này là màu nâu, nâu đã nâu nha chị. Gì? Ngủ đi con. Rồi. Chia lại đi. Ai lấy comment nha, màu đen, màu vàng, màu đỏ, màu nâu. Em còn 4 màu nha, đen, vàng, đỏ, nâu. 2 ngày em ơi, 2 ngày. 2 ngày là nhận được. Ai lấy set em mặc nữa comment 85. Rồi để em qua em đăng lên hàng sale cho mấy chị mà. Đây màu vàng nè, 85 ngàn. Set này chị nào nhận hàng rồi sáng bà chế nào ta. Trời Ngọc ơi, set đẹp quá luôn.
màu vàng 85.000 set cho em 55kg về. Đều có dây kéo hết nha mọi người. Quần với áo đều có dây kéo. Áo với quần đều có dây kéo giùm em. Rồi em qua nha. Vàng nâu đỏ đen 85k rồi, qua đem lên hàng sale cái. Vàng nâu đỏ đen, nói chung là ở đâu cũng gửi 2 ngày là tới nha em ơi. Rồi lên sale. Hàng sale, hàng sale. Cái này cute nè. Cute này em còn mấy bộ nè. Dạ đầm là 85. Đầm với set đồng giá 85.000. Đầm với set em sale đồng giá 85. Đây em lên hàng sale tiếp cho mấy chị nha. Đầm em tới 4-5 mẫu đầm lận. Đầm em còn nhiều mẫu nữa nha. Em có một cái set 9 tấc. Đây lụa 2x60kg về ta cánh dơi. 2x60kg về ta cánh dơi cho em. Bộ này sale 70 luôn nè. Bộ này em xả cho mấy chị luôn 70. 2x quần dài ta cánh dơi 70. Chút lên áo len. Dạ rồi, áo len sale 55.000 á. Áo len đẹp lắm luôn. Đây chị nào lấy comment cho em 2x. Không có trung niên em ơi. Chị nào lấy lụa comment cho em. Bộ này bộ gấu đi. Em sale 70, gấu 70. Gấu 70. Rồi em còn bộ lụa bé. Lụa lửng bé cho em, lửng bé. Nằm lại đàng hoàng, nằm thẳng người ra, lấy cái miếng kia đắp lại. Nằm xẹt cái chân qua một bên. Nằm dậy sau ngủ. Nằm cũng không biết nằm nữa thì. Nằm với lọc lại mới ngủ được. Nằm dậy sau ngủ. Rồi. Đó. Ừ đó. Rồi. Ừ. Ngủ chút đi. Ngủ chút cho tỉnh đi. Bắt cái quạt riu riu ra. Dạ đầm, đầm không có 67kg chị ơi, đầm không có 67kg. Không có đầm trung niên luôn nha. Không có đầm trung niên luôn nha mấy chị ơi. Rồi em còn bộ lụa lửng bé nè, lụa chân bông nha. Thôi lô này nay sale mấy chị luôn 55.000 bộ đi. Em sale cho mấy chị lô lụa bé luôn. Hàng này em bán 65 nè, bữa nay em sale 55 nè. 25-26kg về lụa chân bông bé. Bộ này bữa hôm em bán mấy chị là 65.000. Bữa nay sale luôn 55.000. 25kg về cho em lụa bé. Lụa này là lụa xịn nha mấy chị ơi, lụa xịn luôn. Quần có túi cho bé luôn. Sale cho mấy chị 55.000. Ai lấy gấu comment gấu cho em, gấu bé 55. Bé 55.000 giùm em. Dạ em lên áo len. Rồi em còn đây cái bò ra nè. Chị nào lấy bò ra comment cho em bò ra. Bò ra nha mấy chị ơi. Cái này dễ mặc lắm. Mấy chị dễ mặc vô cùng luôn. Bò ra cho em 60kg đổ về. Em tặng cho mấy chị cái bò ra này luôn 25.000. 25.000 cho em 25.000. Ok lụa bé chị Tuyền Phan. Ai lấy bò ra comment cho em 25.000. Comment ra giá tiền em mới chốt nha mấy chị ơi. Không có giá tiền em chưa chốt nha. Comment cho em bà ra 25. Có giá tiền em mới chốt nha. Bà ra 25 giùm em. Rồi áo phông rộng. Bà ra phải có giá tiền giùm em. Ok chị Hoàng Yến nè. Không có giá tiền em chốt đơn em phải ghi vô nữa mấy chị. Lâu lắm nha. Giúp giùm em nha. Ủa sao xéo xẹo bên vậy. Cho Hoàng Yến nè. Rồi lên cho em phong rộng đi mấy chị ơi. Xem mấy chị luôn rộng rộng. Chị nào lấy phong rộng comment 20. 20 cho em phong rộng 20. Ai lấy rộng comment rộng cho em 20.000 rộng.
Comment cho em rộng 20. Rồi mấy chị lên cho em bộ bộ gì tự nhiên, bộ cắt hàng mới chơi, bộ cắt hàng 55kg về cho em cắt hàng nè. Sale cho mấy chị bộ cắt hàng này luôn 35.000. Bán tặng luôn nha, 35.000 luôn. Ai lấy xanh comment xanh cho em 35.000 xanh. Comment cho em xanh 35.000 cắt hàng. Xanh 35 xanh. Rộng 20 cho bé Nguyễn Trần, ok chị. Lên cho em cắt hàng 25, 35.000. Rộng 20 hết rồi. Cắt hàng cho Xuân Lê. VV ơi, khách mới lên số điện thoại giùm em chị ơi. Khách mới lên số điện thoại giùm em nha. Khách mới lên số điện thoại giùm em nha chị. Rồi mấy chị lên cho em một con thái rộng nha. Con này giờ thái rộng này là bán 65.000 nè. Bây giờ sale cho mấy chị luôn thái rộng nha, 50 luôn. Chị nào lấy thái rộng comment cho em 50. Thái rộng này giờ em đi nhập sĩ đó là 5X rồi nè. Đó, thái rộng nha, sale luôn 50. Ai lấy thái rộng comment 50, 60kg về 50.000. Rồi lên cho em bò rộng 20 luôn, bò rộng 60kg về comment cho em bò rộng 20. Bò rộng cho em 20.000 bò rộng. Bò rộng 20. Bò rộng 20 giùm em. VV đợi em tí xíu. 0778 10 5362. Ủa sao mấy số điện thoại này không có bên thông tin bên giao hàng là ta? Không biết đường chốt luôn. Mấy số điện thoại của chị Vivi này xưa giờ chị mua hàng chưa có mua bên giao hàng tiết kiệm đúng không? Ok Vivi rộng 20 nè. Rộng bò 20 nè. Chị Vivi mua hàng xong cho em xin cái địa chỉ nha chị ơi. Bò hết rồi Vi Yến ơi. À xin lỗi Hoàng Yến ơi. Bò hết rồi bà ơi. Rồi mấy chị lên cho em con quần dạ đi. Lên cho em một con quần dạ đen 55kg về ống bo nha, ống bo. Dạ đen ống bo 55kg về giùm em. Em sale cho mấy chị quần dạ này luôn đây 50.000 thôi nè, 50. 50.000 cho em quần dạ đen ống bo 50. Không, bộ em mặc 55kg về chị ơi. Lên cho em quần dạ đen. Quần dạ đen cho em 50.000 dạ đen. Em lên áo len cho mấy chị nha. Tại vì em đang định xả cái lô mấy cái hàng linh tinh này cho mấy chị mà. Đây tay dài Quảng Châu em còn bộ nè. Tay dài quần dài Quảng Châu 60kg và em còn bộ. Em sale luôn 60.000. 60.000 cho em, chị nào lấy bộ Quảng Châu comment 60. 60.000 Quảng Châu giùm em. 60. Đây. Đẹp lắm mấy chị ơi, 60.000 nha. Được nha. Rồi Vivi là Trung Tô Thảo phải không? Ok. Ai lấy Quảng Châu comment 60.000. Rồi rồi ok. À lên len cho mấy chị, lên cục len cho mấy chị nha. Thôi khoan em coi bộ này bộ gì. Măng gò dập ly à. Được chứ. À cái này bầu đùi. Lên cho em bầu đùi măng gò mới chơi dài 60. Chị Đặng Hồng Cẩm ơi cho em số điện thoại đi chị ơi. Lên số điện thoại giùm em. Lên cho em bầu đùi măng gò mới chơi. Đùi măng gò dập ly cho em, đùi măng gò dập ly.
55kg về đùi này, đùi cánh tiên nè, cánh tiên cho em mang gò dập ly, 55kg về em sale cho mấy chị luôn. Đùi mang gò dập ly 65.000, 65.000. Chị nào lấy bò này comment cho em xanh biển 65. Ô bò đùi mang gò dập ly mấy chị ơi, xuất sắc luôn, 65.000 cho em, 65.000 lên cho em màu xanh biển. Ai lấy xanh biển comment 65. Đặng Hồng cẩm cho em xin số điện thoại chị ơi. Này là bò đùi mang gò dập ly giùm em. Ồ, chắc em phải thay ra bò này em mặc để em like cho mấy chị coi quá. Chắc em phải thay ra em mặc like mấy chị coi quá, quá trời đẹp luôn. Này là măng gò dập ly cho em nha mọi người. Em sale 65.000 đó. Không có giá này đâu. Măng gò dập ly đùi làm gì có giá 65.000. Ok, xương lê màu xanh 65 nè. Đẹp quá mấy chị ơi. Ủa sao em còn cục này mà em không biết vậy trời, bữa giờ. Rồi comment cho em màu hồng, măng gò dập ly đùi. Màu hồng để em thay ra nha mấy chị ơi, em thay bộ này ra cho mấy chị coi nha. Em thay ra cho mấy chị dễ nhìn nha. Tại em chút đi. Cái này được hai bộ hả? Rồi cái này được hai bộ để em mặc cái màu đỏ đi. Đợi em chút nha mọi người. Cái set em mặc có chị nào mua nữa thì nhìn giùm em cái đem qua hàng nha mấy chị. Cái bộ măng gò đùi này người ta bán 130.000 á. Măng gò đùi này người ta bán 130.000 mấy chị. Em sale cho mấy chị. Đây nha. Măng gò đùi dập ly nha mọi người. Cái này nó còn dạng nữa nè, nhưng mà form này mấy chị 55kg giùm em. 55kg là sẽ mặc đẹp nha. 55kg là sẽ mặc đẹp cho em. Dạ 50 ok chị Ngọc Trâm nè. Còn quần jean không? Còn chị ơi còn. Quần jean em còn. Dạ 55 cho Ngọc Trâm nè. Ok. Đầm treo 55kg về nha. Đầm treo 55kg về nha chị. Ok chị Đặng Hồng Cẩm. Dài 60. Ok chị. 65.000. Bộ mặt 65, đầm treo là form 55kg về nha chị ơi. Đầm treo là form 55kg về giùm em. Rồi, đây đây em đang lên màu đây. Em đang lên màu bộ măng gồ dập ly nè. Đang sale cho mấy chị có 65.000 nè. Đây bộ chị mặc nè, 65 nè. 65.000. Đó chị mặc hết rồi Kim Thi ơi, hết rồi. Rồi lên cho em bi xanh đi. Đó, đỏ mặt hết rồi nha. Cảm ơn chị. Đây lấy cho em xanh riêu đi. Màu nào cũng đẹp mấy chị ơi. Màu nào cũng đẹp. Đây. Bây giờ em vô lấy cũng được nữa. Bây giờ vô lấy cũng được luôn. Còn ông coi hết like đi. Tại vì chị like xong chị đi lấy đồ rồi. Lên cho em xanh riêu. Đẹp lắm cái măng gò dập ly đùi nè mấy chị ơi, xanh riêu nè. Màu nào mặc cũng đẹp hơn mấy chị. Xanh riêu nè. Chị nào lấy xanh riêu đó mấy chị không? Mặc vô sẽ giống với em vậy nè, xanh riêu. 65.000 xanh riêu. Chị nào lấy xanh riêu comment xanh riêu cho em. Măng gò dập ly bộ đùi 65.000 xanh riêu. Ok Kim Thi, vải đẹp, cực kỳ đẹp luôn. 65.000 thôi mấy chị.
xanh ria cho Kim Thi nè, rồi xanh đen nè, xanh đen. Trời ơi, mặc bộ này lên trắng lắm nè mấy bà ơi, xanh đen cho em. Xanh đen, xanh đen. 55, 56 ký về xanh đen. Xanh rêu 65. Mango dập ly 55, 56 ký về. Không chị ơi, em không có đo eo chị ơi. 55 ký về nha. Em bán hàng resize là 55 ký về. Không, vải mango không có coi giảng chị ơi. Ai lấy xanh đen, comment xanh đen cho em. Bộ này mặc lên trắng tươi luôn. Xanh đen này mặc lên trắng tươi luôn nè mấy bà ơi. Mango dập ly đùi. Sale cho mấy chị, mango dập ly đùi 65 ngàn. Ai lấy xanh đen, comment xanh đen cho em, xanh đen. Xanh đen này em được 2 bộ nè. Xanh đen 2 bộ. Rồi comment cho em màu hồng. Mango dập ly đùi màu hồng cho em. Chế nào lấy hồng comment hồng cho em. Comment cho em màu hồng. 65 ngàn. Lên cho em màu hồng 65 ngàn hồng. Đẹp thay. Giải mango quá xịn luôn, 65 ngàn màu hồng. Màu hồng, màu hồng. Rồi comment cho em màu da đi mấy chị. Màu kem nè, màu kem. Toàn bộ là cánh tiên hết nha mọi người. Đây màu kem cho em, màu kem. Màu kem giùm em, màu kem. 55kg về giùm em, màu kem. Mango dập ly đùi 65 ngàn màu kem. Màu xanh dương. Ai lấy xanh dương comment xanh dương. Bộ này trên trên mạc nó bán chợ 130 ngàn bộ mấy chứ ơi. Mango dập ly mà. Xanh dương giùm em mấy chị, xanh dương, xanh dương. 85 ngàn cho em xanh, ồ lộn 65 ngàn. Xanh dương mango dập ly đùi. Đỏ xanh đen chị Ly, chị Thúy Hằng ơi cho em số điện thoại chị ơi. Cho em số điện thoại 65 ngàn bộ. Rồi màu cuối cùng xanh đậu. Đây mấy chị, cái tay nào nó cũng sẽ giống như cái bộ em đang mặc thôi mọi người. Nó chỉ khác nhau ở cái kiểu và cái mặt, cái màu với cái bông thôi. Còn kiểu là em đang mặc 0352228444. Ok chị Thúy Hằng nè. Đỏ với xanh đen. Dạ em đang sale nha mấy chị ơi, 65 ngàn bộ mango dập ly đùi. Form 55kg về giúp em nha. Ủa chết rồi. Chị lấy màu đỏ em mặc hả? Đỏ em mặc Ủa lộn 65. Em hết màu đỏ rồi chị ơi. Em không có màu đỏ chị ơi. Chị lấy giùm em màu xanh đen với màu gì đi. Xanh đen với màu gì đi chị. Bộ kem xanh rêu xanh đen. Kem xanh rêu xanh đen. Ok chị, em còn bộ này xanh đậu nha mọi người. Bộ này xanh đậu cho em. Mango dập ly đùi. Sale cho mấy chị 65 ngàn. Ok chị Thúy Hằng, màu kem á, ok chị. 65. Xanh riêu với xanh đen nha chị Nhã Lê ơi, em hết màu kem rồi. Tại vì chị Thúy Hằng chỉ lấy trước hồi nãy á. Chị còn xanh riêu với xanh đen nha. Comment giùm em giá tiền luôn đi mấy chị đẹp ơi. Em sale 65 á. Em còn màu hồng nha, màu xanh đậu.
Có trái nào lấy màu hồng, màu xanh đậu comment cho em. Em còn hai màu. Hình như cái mẫu này bữa hôm em còn phải không ta? Không biết đâu rồi. Em còn màu hồng với xanh đậu mới chơi. Xanh đậu kem, hết xanh đậu rồi Linh Kiều. Ủa lộn, hết màu kem rồi chị ơi. Em còn hai màu lấy giùm em đi mọi người. Đẹp lắm á, thì em xem mới có giá này đó mấy chị. Không chín bốn hai không tám bốn không một chín. Chị Linh Kiều ơi, Linh Kiều còn xanh đậu nha. Linh Kiều còn xanh đậu nha chị ơi. 85 ngàn. Comment, à lộn, 65, comment cho em giá tiền nha mọi người. 65 ngàn nè. Ok nè. Màu tím ok, em còn bộ luôn. Rồi cảm ơn mọi người, em hết. Em hết nha mấy chị, 65 ngàn. Em sale quá rẻ luôn rồi đó. Mấy chị nhớ gai giùm em giá tiền luôn nha mọi người. Hết rồi, hết rồi. Hết rồi, chế ơi, em còn có mấy bộ mà. Dạ, hết rồi nha. Rồi mấy chị ơi, qua giùm em. À, em mới vừa mặc cái set xong, em vừa xuống set xong. À, chị nào có coi set đầm phía sau bao nhiêu? Dạ đầm sau lưng em là đầm mango 85 ngàn chị ơi. Em còn một bộ tiểu thư satin 55kg về nè. Bộ này em sale luôn 80. Hàng bao đẹp mấy chị luôn. Đây. Tiểu thư satin cho em 55-56kg về. Em sale cho mấy chị luôn 85 ngàn. À lộn, 80. Tám chục giùm em. Chị nào lấy comment cho em tiểu thư. Tiểu thư satin sale 80 luôn. 55kg về cho em 80. Rồi chị mặc. Không, cánh tiên không có dài. Bộ em mặc là cái lô 65 ngàn đó chị, mới vừa hết á. Em mặc là 65 ngàn vừa hết luôn. Để em satin Lê Thảo 85 ngàn. Bộ này đẹp lắm luôn. Mấy bà không comment ra giùm tôi giá tiền lên giùm em 80 đi chị Lê Thảo ơi. Thiệt luôn, mấy chị không comment giùm em ra giá tiền gì hết trơn, em quên. Mấy chị comment mã kèm giá tiền giùm em mấy chị ơi. Bây giờ chị nào comment có giá tiền thì em ưu tiên em chốt trước chị nào comment có giá tiền nha. Còn mấy chị comment tắt là em chưa chốt luôn nha. Đầm, đầm em có tới 4 hoặc 5 mẫu đầm lận. Chị nào coi đầm thì em lên đầm. Còn không mấy chị đợi em xíu. Đây cái bộ cái set mango 9 tấc này em cũng sale 85 luôn nè. Form 55kg về cho em set mango 9 tấc. Em sale 85 ngàn luôn. Chị nào lấy set comment cho em set này là set 9 tấc nha. Em có màu vàng bò, màu da, màu hồng, màu nâu, màu đỏ. Đây, cái set mango 9 tấc này 55kg về. Em xả cho mấy chị luôn 85 ngàn. Phía sau có dây kéo, à xin lỗi, phía sau có nút gài. 85 ngàn giùm em. 85 ngàn. 55kg về quần 9 tấc giùm em. 85. Giùm em. Có chị nào coi đầm thì nói đi, em lên mẫu đầm cho mấy chị lựa. Chị ơi, chị coi set không? Em lên set cho chị coi lại set nè. Set á. Set với đầm. Set em còn mẫu sơ mi nha. Ủa cái này đầm hả ta? À? 55kg về chị. Đầm. Lấy ai set nơ. Chị ơi chị để em coi set nơ em còn không. Cái này set vest nè. Chị nào mặc vest lấy set vest cho em đi. Set vest. Set sơ mi cho em 55-56kg về sơ mi. Nè mấy chị, set sơ mi cho em. Em có màu đỏ nè. Set sơ mi giùm em nha.
85.000 sesame. Đợi em tí xíu nha chị. Em có đỏ tươi, đỏ đô, màu đen, ba màu. Em còn có hai màu, màu đỏ với màu đen rồi mấy bà ơi. Đỏ tươi, đỏ đô và màu đen cho em sesame nè. Đỏ tươi, đỏ đô và màu đen cho em sesame 85.000. Không biết còn không, hôm qua chị thấy có đó mà không biết nay còn không à. Xét giùm em đỏ tươi, đỏ đô và màu đen 85.000. Đầm, đầm với set bên nhà em là 40-55kg. Đầm với set nhà em là 40-55kg nha. Tại vì cái này là vải măng gồ, không co giãn nha mọi người. Hàng này rất là đẹp luôn. Xe mấy chị 85.000, 3 màu. Đỏ tươi, đỏ đô và màu đen. Cái này là set sơ mi nha. Set sơ mi cho em 55-56kg về. Ở phía sau nó là lưng thun nha mấy chị. Phía sau lưng thun, phía trước lưng bảng cho em 85.000. Ba màu giùm em, màu đỏ, màu đen và đỏ tươi, đỏ đô và màu đen. Ai có lấy set sơ mi thì comment. Một đỏ đô, một đen. Dạ ok chị. Quần đùi chị ơi, set sơ mi này em chỉ có quần đùi thôi. Set bên em quần đùi, còn quần chính tất là em có cái set hồi nãy á, có chị có đồ dập ly, chị dập ly chính tất không biết còn không mà. Như em còn dập ly dài không mà chị ơi, như em còn dập ly dài không á. Trời đẹp lắm mấy chị, set sơ mi nè bán mấy chị 85.000 thôi, thiệt luôn. Lô này xỉ đó là 7X rồi. Đó. Rồi em qua 85.000. Rồi tí xíu lên đầm cho mấy chị. Rồi cái set này chị nào vô sau nè. Set này nãy em có like một lần rồi. Mấy chị vô sau nhìn giùm em. Set này là set thủy thủ cho em nè. Màu vàng, màu đen, màu đỏ và màu nâu. Set này em có 4 màu, vàng, đen, đỏ, nâu. Dập ly dài 95.000. Dập ly dài sale 95. Đây. Đây nha mấy chị, phía sau nó nè. Phía sau nó cực đẹp luôn. Em có 4 màu. Set thủy thủ, màu vàng, đỏ đô, màu nâu và màu đen. Em còn 4 màu. 85.000 cho em thủy thủ. Set này mấy chị mặc đi chơi là bao đẹp luôn. Hàng này mấy chị vô shop mà ra ngoài chợ là 100 mấy không đó. Vải cực đẹp luôn nha, có dây kéo luôn. Ai lấy set này comment số 2 cho em đi. Số 2 em có màu vàng nè, màu nâu, màu đỏ và màu đen. 85.000. Vàng, nâu, đỏ, đỏ đô á. Và màu đen cho em. Em còn được 4 màu nha, vàng, nâu, đỏ. Vàng, nâu, đỏ đô. Ủa cái set nên còn ta. Sơ mi hết rồi Di ơi. Sơ mi hết sạch luôn. À cái này là đầm nơ hả? Cha rồi, lô này lô đầm nơ rồi. Em còn đầm nơ. Xếp hai bao nhiêu ký? 55kg về. Có chị nào lấy đầm không mọi người? Con này đầm rồi. Đầm cho em mới chơi đầm nơ. Em hết set nơ luôn rồi chị ơi, em còn đầm nơ thôi. Đầm nơ cho em 55kg về. 55-56kg về đầm mango 85.000.
Đây đầm nơ nè. Chế nào lấy đầm nơ, comment đầm nơ cho em mặc lên đẹp lắm luôn. Đầm nơ nha. Chế kéo sau lưng nha mọi người. Em còn màu xanh, màu xanh dương, màu đỏ, màu đen và màu vàng. Đầm nơ này em còn 4 màu. 55-56 kg về cho em. Đầm bây giờ còn đầm nhiều rồi mới chơi. Lô này đầm nhiều, set ít lắm mấy chị. Lô này đầm nhiều nha, set ít. Chứ nào lấy đầm nơ comment cho em đầm nơ nha, đầm nơ. Đó, 55-56 kg về cho em. Chứ nào lấy đầm nơ comment cho em đỏ, đen, xanh, vàng. Bởi em mặc hết rồi mấy chị ơi. Bởi em mặc hết rồi nha. Có chế nào lấy đầm nơ không mọi người? Trời ơi mấy chế hỏi bộ em mặc không chắc em thay cái đầm ga quá. Đây nha, chế nào lấy đầm nơ thì comment đầm nơ cho em. Đây là con đầm nơ nha. Đỏ, xanh, vàng, đen. Bộ em mặc hết rồi mấy chế ơi. Bộ em mặc là mango dập ly. À, có bộ đùi mango. Đùi mango dập ly em mới bán xong. Ủa cái này đùi mà. Rồi giờ em còn đầm. Có khi nào coi set nữa không? Em còn 2 mẫu set nữa. Hai con set nữa mọi người, em còn 2 mẫu set nữa đó. Đang mặc là mango dập ly nha chị ơi. Mango dập ly đùi. Trung niên kìa. Đầm trung niên em đang xả luôn 35.000 cái kìa. Đầm của mấy chị 65 kg về á, trung niên á. Đây em còn ít cái đầm này em sale nè. Đây nha, em có mấy cái đầm trung niên này em sale cho. Gửi rồi Nhân Nhân ơi, gửi cho chị rồi mà. Gửi rồi. Đầm 3D trung niên cho em. Đầm này em còn ít. Ủa cái nào trước đây, cái này trước. Tại vì nó có hai túi. Em đang xả 35.000. Vải em bao chất vải cho mấy chị luôn. Em bao chất vải cho mấy chị luôn. Rất dày dặn mà đẹp luôn, 35.000. Em xả nha, chị nào mua 5 cái là 30.000 cái luôn. Đó, đầm trung niên. Đầm trung niên cho em có hai túi nha mọi người, 65 kg về. 35.000. Chị nào mua 5 cái chứ lên là 30 luôn. Đầm trung niên. Không chị ơi, bên em là gửi giao hàng tiết kiệm, không có gửi bưu điện nha. Bên em là giao hàng tiết kiệm nha. Đó, chế nào lấy đầm trung niên comment cho em. Đầm trung niên 35.000. Có màu đen, màu vàng 35.000 cho em. Giao hàng tiết kiệm. Đây màu vàng nè. Có hai túi nha mọi người. 35.000 con đầm này em sale. Đầm này em sale. Em đang sale không? Không có đầm nào nữa trơn á.
Đầm treo sau lưng là 55kg về. Đầm treo sau lưng là 55kg về nha. Đầm sau lưng là đầm đầm tin, đầm trẻ. Còn cái đầm thun lạnh này là cho mấy chị trung niên mặc ok, mấy dì, mấy chị tham mấy rồi trở lên 40 rồi. Tại em sale đại đó, 30.000 cái đó. Chị nào có lấy thì lấy 30. Đầm treo sau lưng là 55.000. Ủa lộn, 85.000. Dạ em không biết like gì luôn, mang gò dập ly đi. Sale đếm coi đây còn mang gò dập ly không. Hôm nay ở đây em thấy mang gò dập ly nha mọi người. Em sale mang gò dập ly cho mấy chị. Ờ em còn mấy bộ satin nè. Em còn mấy bộ satin em sale luôn. Satin cho em nha. Tai nè mấy chị ơi, tai nó có xòe xòe nè. 60kg về satin em sale bộ này luôn 75.000. 75.000 cho em, chị nào lấy bò comment bò satin 75. Bò này 60-62kg về giùm em 75.000. Chị nào lấy bò comment bò 75.000 giùm em bò. Em tắt đèn cái nha mấy chị. Em tắt đèn tí nha, cho con bé em nó ngủ. Bò này 60kg về giúp em, 60kg về. Sale cho mấy chị 75.000. Satin nha mấy chị ơi, satin 75. Rồi em còn một bộ mango nè, mango. Lên cho em mango 60kg về một bộ một sale luôn 75.000 luôn. Mango 75.000. Đây mango cho em. Chế nào lấy mango comment 75.000. Đầm đó em đang xả luôn 30 đó chị Nhung Cao ơi. Xả luôn 30 á. Đầm vải đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy mango comment cho em 60kg về. Em sale bộ mango này 75 luôn á. 75.000 mango giùm em. Mango màu xám em còn 2 bộ. Rồi lên cho em set sơ mi satin nè. Set sơ mi cho em bộ này xả luôn 70 nè. Lên cho em set sơ mi tay dài nút dài 55kg về sale luôn 70.000. 70.000 giùm em. Chế nào lấy set comment cho em sale 70 tay dài luôn. Sơ mi tay dài 55kg về 70. Đầm vàng hoa đen. Đầm màu vàng hoa màu đen 30 ok, 65kg vừa luôn á bà ơi. Đầm phơn to lắm luôn. Chị nào lấy set sơ mi comment cho em màu này màu cam đi. Em sale cho mấy chị nha. Set này 70.000 thôi đó. Vàng hoa đen. Chị Lý Thúy Hằng ok chị. Mấy chị thông cảm em tắt đèn chút nha, tí xíu em mở lại. Bé em nó ngủ. Sơ mi 70 chị. Comment cho em màu xám. Em còn màu xám 70 luôn. Hết màu cam rồi, còn màu xám em ơi. Còn màu xám 70. Ngủ, 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 nằm xuống ngủ nè. Nằm xuống ngủ. Một rưỡi đâu, mới ngủ chút xíu là ngủ chút nữa đi. Xanh 70 cho nhỏ bé 55kg về nha. Xanh 70 cho nhỏ bé nè. 55kg về. Chị Nhung Cao. Chị ơi đơn hàng bên em 100.000 trở lên. Gì con? Ờ ngủ đi, ngủ đi.
Nhung Cao ơi, chị mua thêm nha, mua thêm giùm em nha chị. Cái này em sale 30.000, mấy chị mua thêm đó, 100.000 chứ lên em mới chốt nha. Một bông nè, hai bông nè. Nó có trùng nha chị ơi, nó có trùng nha. Em sale cho 30.000 cái. Đi rồi em ơi, đọc 55kg về. Nói chung lại là đầm hay set bên em đều là form 55kg về giúp em. Đầm hay là set gì đều là form 55kg về. Hà lấy màu sáng vậy là giống nhau nha. Mới giờ ngủ có chút xíu à. Ngủ thì chưa nóng đứt nữa vậy rồi. Nó chỉ có màu vàng với màu đen thôi đó. Chỉ có hai màu. 55kg mét rưỡi không vừa đâu. Không có vừa đầm đâu chị ơi. Bội em mặc hết rồi. Chị Nhung Cao xong cho em xin số điện thoại địa chỉ nha chị. Mới vừa nằm có chút xíu à. Vậy rồi. Đen 30 cho chị Nhã Lê nè. Vậy thì mẹ bắt đèn lên. Ngủ tối nay đúng 9 giờ là ngủ nha. Thức nữa là mẹ đọc cho mà thấy cảnh. Rồi tối ra tới 10 giờ mấy luôn mới đi ngủ. Tự nhiên nằm khóc. Thì khơi thì chứ. Lao mới lao. Hai váy 30. Đầm này em nói thiệt mấy chị luôn, vải cực kỳ đẹp luôn. Em sale 30.000 đó. Lấy ca nước uống đi. Xong đưa ca nước qua cho mẹ uống miếng. Ok Lê Thảo nè. Đầm này bao đẹp cho mấy chị luôn. Đâu ạ? Gì vậy? Mới ngủ chút xíu thức rồi. Hai lấy đầm nữa comment nha, xe 30. Hai cái bộ măng gò này 60kg về, vải đẹp lắm luôn mấy chị. Măng gò này em xe 75.000 nè. Em nói mấy chị là vải bao đẹp luôn. Vải rất là đẹp luôn nha. Đây chị nào lấy đi comment cho em, vải cực kỳ đẹp. 60kg về măng gò á. Thôi em còn hai bộ em xe cho mấy chị luôn 70 đi. Em còn hai bộ sale luôn 70. Măng gò 60kg về, tay ngắn quần dài cho em 70.000. Còn hai bộ nè. Em xả luôn cho hết đó 70. Bảy chục ngàn giùm em nha mấy chị. Có hai bộ duy nhất. Bộ em mặc là măng gò dập ly đùi mà hết rồi chị ơi. Hết măng gò dập ly đùi rồi nha. Giờ em còn bộ xô đùi. Xô đùi à, măng gò dập ly lửng. Có chị nào lấy lửng không? Satin nè. Satin đùi nè. Mấy chị ơi em sale satin đùi cho mấy chị luôn nè. Lấy một bộ em nói thiệt mà, bộ này cực kỳ đẹp luôn á. Măng gò dập ly này sale cho mấy chị 60.000, vải cực kỳ đẹp, 70.000. Vải cực kỳ đẹp luôn.
Mua thử đi, biết mấy bà vải là siêu đẹp luôn á. 70 tầm 30 Tuấn Anh. Đợi em tí xíu, em coi số điện thoại cái nha. 0392 223 0843. Ủa gì dữ vậy? 0392 230 843. Ok Tuấn Anh nè. Tuấn Anh mua xong cho em xin địa chỉ nha chị ơi. Xong cho em xin địa chỉ nha. Đầm 30k, tầm đẹp lắm luôn. Phơm 65kg và mấy chị từ 40-65kg đều mặc được nha. Rồi em lên bộ đùi. Mấy chị ơi, mấy chị lên cho em bộ đùi. Bộ đùi tơ. Bộ đùi. Cái này vải gì tự nhiên giờ em quên mất tử rồi. Lụa tơ tầm. Tơ tầm giùm em mấy chị. Lên cho em bộ lụa tơ tầm đi. Bữa nay em sale cho mấy chị luôn. Ôi cha, cái này đầm à. Rồi đầm mấy chị ơi, đầm đầm. Lên đầm luôn rồi. 65kg về cho em đầm đầm. Đầm lụa tơ tầm nha mọi người. Này chắc 65-70kg đều mặc được nha mấy chị. Đó. Bầu bí bon chen luôn. Phơm to vật vả luôn. Em sale cho mấy chị đầm lụa này 50.000 cái luôn. 65kg, 70kg luôn nha. Sale luôn 50.000. 50.000 một cái cho em đầm lụa tơ tầm mấy chị ơi. Sale luôn, thôi sale 45.000 đi, em có 2 cái. Em có 2 cái sale 45.000 luôn. Đầm lụa tơ tầm cho em 45.000, phơm 65-70kg á. Này em có 2 cái đó. 45.000. Đây cái bộ này là bộ để em mặc cho mấy chị coi. Lụa tơ tầm bộ đùi. Bộ đùi giùm em nha. Bộ đùi cánh tiên. Phơm này 56-57kg về. Bộ này giờ em sale cho mấy chị luôn nè. Lô này giờ coi như bán như tặng luôn. 45.000 luôn. Chị nào lụm được thì lụm nha. Cơ hội không có nhiều đâu mấy bà ơi. Bộ này bữa em bán 55.000 nè. Đây. Bộ này 58kg về cho em. Chị nào cao cao là 60kg luôn. Bộ lụa tơ cầm tay cánh tiên. Em xả 45 nha. Chị nào lấy được thì được. 45.000. Ai lụm được thì lụm nha. Đây. Màu em mặc là màu xanh dương nè. 45. 45.000 thôi. Ok. Ví ăn lấy bộ em mặc đợi em xíu nha. Để em coi trong đây nó còn không. Sale 45 luôn. Ai lụm được thì lụm. Hàng xả rồi. Bộ em mặc là bộ này đúng không ta? Em sale 45.000, đợi em tí nha chị. Không biết phải không nữa. Em mặc cái mẫu để cho mấy chị coi. Rồi chị nào lấy màu này comment số 2 cho em. Bộ này lụa vải đẹp cực kỳ luôn. Chị nào lấy màu này comment số 2 cho em. 45.000. Này chắc 60kg mặc được luôn á mấy chị. Nè. Tơ tầm 3D 45.000. Hàng này bữa bán 65 này, giờ còn mấy chục con xả luôn 45. Đây chị nào lấy bộ này comment số 2 cho em. Số 2 45.000. Số 2 em sale luôn á. Rồi bộ số 1 tí xíu em tháo ra cho chị nha. Để em coi nó còn mẫu nào không. Số 2 nè, mặt cực kỳ đẹp luôn. Số 2 45. Rồi comment cho em số 3. Nhiều màu lắm mấy chị ơi, nhiều màu nha. Nhiều màu cho em. Lên cho em số 3 nè. Đó, số 3 là màu này. 45.000. Trời lụa. Số 3 cho em. Con này mấy chị cứ 56-57kg, mấy 60-60kg cho em là ok. Lên cho em số 3. Em xả luôn hàng 65 á mấy chị. Giờ xả luôn 45 á. Số 3 cho chị Thúy Hằng rồi. Số 3 em còn bộ nha. Số 3 em còn bộ á. 45.000. Trời ơi, xả như cho luôn rồi mấy chị ơi. Mấy chị mua về đẹp cũng không có nữa đâu mọi người ơi. Lên cho em số 4 màu này nè. Số 4 là màu này nha mấy chị. Trời ơi, xinh chưa. Số 4 cho em, số 4. 3D tơ tầm cho em. Số 4 cho em 45.000. Số 4
Em đang sale mà mấy chị ơi lụm đi. Trời ơi, hàng 65 giờ xã có 45 ngàn à. Mang gò 70 cho chị Ngọc Trâm nè. Lụa tơ tầm 3D số 2. Số 2 em mới rồi chơi. Số 4 cho chị Thùy Nhung nè. Số 4 cho Thùy Nhung 45 ngàn. Em còn bảo số 3 đó chị Thùy Nhung ơi. 45 nè, comment cho em ra giá tiền luôn nha. Số 4 là màu vàng, để em coi màu vàng còn không. Số 3 nè chị. Số 3 đẹp lắm, nhiều màu. Đợi xíu em lấy nai xả luôn, tặng luôn 45 ngàn. Đây mẫu em đang mặc nè mấy bà. Ok chị, đủ màu đi. Nè, đẹp cực kỳ luôn, 45 ngàn. Em coi còn không? Màu trắng, màu xanh, màu hồng, màu kem. Em sale 45 ngàn, đủ màu. Thầy em tí nha mấy chị. Em coi cái mẫu em đang mặc còn không, rồi em qua mẫu khác. Đây, màu vàng nè, màu hồng, cái đó là số. Đợi em xíu nha mấy chị, sao có ai muốn lấy đủ màu thì lấy đủ màu, còn không lấy đủ màu thì tí xíu em lên màu mấy chị lựa. Số 4 chưa đợi em coi số 4 còn không đã chị ơi. Em coi số 4 còn không đã nha. Một tí nó có foam Babydoll dành cho những người có bụng nữa. Rồi, đủ màu. Chị Năm Thúy Hằng à, màu trắng nè, màu tím, màu vàng, màu xanh rêu nè. Màu hồng này có rồi. Màu nâu này để coi là phải nó không. Trời ơi, đẹp quá luôn. Ok, 5 bộ nữa nha chị Thúy Hằng ơi. Thúy Hằng có 5 bộ nha. 1, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 bộ nha chị. Từ 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 từ, đợi em xíu. À quên, ghi một cái thôi chứ lấy chi cho nhiều trời. Tại vì lâu lâu em phải xả để cho em giải cái hàng này ra đây. Em nhập hàng mới về mấy chị, lỗ em cũng bán luôn. Mấy chị đừng nghĩ là em nói xạo, thật sự luôn. Em đang lỗ cái lô này đó. Nhưng mà em chấp nhận. Mình lâu lâu mình phải có những lô mình sale lỗ là bình thường. Buôn bán mà có lời có lỗ là bình thường. Rồi ai có lấy thì em lấy nha. Số 4 đây còn ai? À số 5 đi. Cái màu xanh em mặc của chị Thúy Hằng lấy ra chị ơi. Nè chị nào lấy thêm cái màu này comment số 5 cho em. Số 5 này em còn 2 bộ nè. Ủa mẫu này nãy phải số 4 không ta, không nhớ nữa. Lụa đẹp lắm luôn mấy bà. 3D mấy chị, 3D á. Số 4, ok chị. Số 4 cho em mấy chị ơi. Cái này nãy số 4 á gì nè. Ai có lấy thêm thì comment cho em số 4. Đây form em đang mặc mấy chị. Xuất sắc luôn, số 4. 45 ngàn cho em số 4. Này là 3D. Ủa cái này số 5 chứ, sorry mấy chị, số 5 em nói lộn, số 5. Số 5 cho em 45 ngàn. Số 5 là màu vàng. Số 5 cho chị Nhung Cao, số 5 màu vàng. Số 5 cho Linh Kiều, comment giùm em 45 ngàn đi mấy chị ơi. Số 5 cho Linh Kiều, lên giùm em 45 ngàn nữa mấy chị. Mỹ Duyên, ủa lâu quá đâu có Mỹ Duyên mua gì đâu ta. Đơn em lâu quá rồi, chị đâu có chốt đơn tên Mỹ Duyên đâu. Rồi số 6 nè. Số 6 này em còn 2 bộ, số 6 nè. Mấy chị coi nó đẹp nè. Số 6 này em còn 2 bộ, số 6. Đồ đẹp mà hết size ai, dạ hết rồi chị. Số 6 giùm em, số 6 45 ngàn. Số 6 giùm em.
Tôi lên xét nãy giờ, Mỹ Thiên Bùi ơi, lên nãy giờ rồi. Lên xét với Đầm rồi, có gì rồi sao nha bà ơi. Số 6 trắng đẹp quá, 45.000. Em còn bộ số 6 nha. Còn bộ số 6. Comment cho em số 7, bộ này 60kg nè. Số 7 này 60kg nè. Số 7 này 60kg cho em số 7. Số 6 45 nè. 6 45 cho Đặng Hồng Thẩm nè. 7 cho chị Thùy Nhung. Đẹp lắm luôn. Bộ này phơm to nè mấy chị ơi. Mấy chị coi cái vải nè. Mấy chị thấy cái vải không? 45 nè. 7 cho Thùy Nhung nè. Ok chị nè. Xe 45 luôn á. Vậy là lô Đầm lô set mang gồ bên em là 55kg đổ về. Số 7 hết rồi. Số 7 hết rồi nha chị ơi. Không có 80kg đâu chị ơi. Dạ cái này em 55, 56kg về. Sale luôn 45.000. Tẹt giá luôn. Tẹt đích luôn. 45.000. Bọn này chị Thúy Hằng 45 nè. Rồi qua cho em mẫu Babydoll nè. Babydoll nè chị em nào 60kg có bụng mặt ok luôn cho em. Babydoll nha. Em lên cổ tròn trước. Đợi em tí. Ôi cha em còn đây màu vàng nữa mấy chị ơi. Em còn sót đây bộ màu vàng nè. Em còn đây bộ màu vàng mấy chị ơi, bộ em mặc không có. Đây còn bộ màu vàng nè. Cái bộ cánh tiên em mặc á, còn sót bộ màu vàng. Màu vàng cho em 60kg về còn bộ. Ai lấy vàng comment vàng cho em. Sale mấy chị 45.000. Em còn sót bộ màu vàng nha. Chứ nào lấy vàng comment vàng. Đẹp lắm luôn phó riêng nè mấy chị. 45.000. Còn bộ màu vàng nha mấy bà ơi. Còn bộ màu vàng. Rồi lên cho em cổ tròn đi. Màu tím em có hai bộ hả. Rồi cổ tròn. Vàng 45 cho nhỏ bé ok. Ok nhỏ bé nha, vàng 45. Rồi mấy chị ơi lên cho em cổ tròn đi. Cổ tròn này em còn bộ màu vàng. Phơm này phơm Babydoll giùm em. Phơm này là phơm Babydoll nha, chị nào có bụng mặc được. Vàng đấy mới rồi, comment cho em mẫu này mẫu. Comment cho em số 1 đi mấy chị. 60kg về nè. Số 1 60kg về cho em 45.000. Trời ơi, bộ này đẹp quá. Mấy chị ơi, phơm này phơm Babydoll cho em. Phơm này chị nào tròn tròn có bụng mặt vi vu luôn. Ai lấy bộ này comment số 1. Tay cánh tiên luôn nha mọi người. Số 1, số 1 cho em 60kg về 45.000. Số 1. Màu cái chị Thùy Nhung nè. Chị Thùy Nhung lấy số 1 rồi mấy chơi. Khách mới nhớ lên số điện thoại để em coi thông tin nha. Rồi comment cho em số 2 màu tím. Số 2 màu tím cho em số 2. Số 2 màu tím cho em số 2. Phơm này phơm Babydoll cho em số 2 màu tím. Khách mới lên số điện thoại giùm em nha. Số 2 màu tím giùm em mấy chị. Còn hai cái màu tím khác nhau à. Đây số 2 màu tím. Nó phối khác bông mà mấy chị ơi. Đây màu tím mẫu bông đi.
Ai lấy hai tím mẫu bông comment bông cho em đi. Số 2 màu tím 45 luôn. Rồi số 3 này bộ dây cho em mới chơi. Ai lấy bộ dây comment bộ dây cho em 60kg về bộ dây. Ai lấy bộ dây comment bộ dây 45.000 bộ dây. Chị nào lấy dây comment dây cho em. Số 3 là mẫu bông. Ủa? À dây dây. Lộn lộn. Số 3 là bộ dây. Lụa chị ơi. Dây màu tím số 2. Chị Kim Cương ơi, chị mua size nhiêu ký ơi chị Kim Cương? Số điện thoại sai rồi bà ơi. Rồi màu vàng. Babylon màu vàng. Màu vàng này bông nó na ná nhau thôi nha mấy chị ơi. Cùng là màu vàng nhưng mà nó nhiều bông. Comment cho em số 4 mẫu dây luôn, số 4. Cái dây này tăng đơ được nha mọi người. Dây này tăng đơ được. Chị Kim Cương ơi, chị mua size nhiêu ký vậy? Lên trên số 4, số 4. Số 4 bầu dây luôn nha mọi người. Dây tăng đơ được nha mấy chị. Mấy chị điều chỉnh dây tăng đơ cho em, kéo lên hoặc kéo xuống. Đây. Ăn thua mình điều chỉnh thôi, số 4. 4 với chị Thị Nhung nè. Chị Kim Cương mua size nhiêu ký bà ơi? Nó cùng là màu vàng nhưng mà nó khác bông. Rồi comment cho em số 5. Mấy chị thấy không? Nó màu màu nó na ná nhau nhưng mà bông nó khác nhau hết. Số 5, số 5. Bộ em mặc hết rồi chị ơi. Số 5 bông của nó nè. Số 5. Sale 45.000 lụa tơ tầm. Xả luôn cho mấy bà về. Không đẹp không lấy tiền. Số 5 cho chị Thị Nhung. Chị ơi bên em không có đổi nha chị ơi, lựa cái nào lấy cái đó giùm em nha. Giờ em ra bill hết trơn em không có đổi được nha chị. Trời sale có 45.000 lấy thêm bộ bận đi chị ơi. Số 6 giùm em, số 6. Trời sale rẻ bèo lấy thêm đi chị ơi, bây giờ em ra bill rồi sao mà đổi được. Số 6, số 6. Giờ em dục qua bên kia nguyên đóng rồi đâu có soạn ra được đâu mà lấy lại. Số 6 giùm em, số 6. Số 6 giùm em. 45.000, comment cho em 45.000 luôn chị ơi. Cái này là em ghi nha, lần sau mấy chị comment 45 em mới chốt nha. Số 6 cho chị Thúy Hằng nè. 45.000 sale. 55-56 ký về mặt vừa. Comment cho em số 7, số 7. Số 7 cho em sale 45.000, số 7. Lụa tơ tầm 3D. Vải đẹp vô cùng luôn. Số 7, số 7 cho em 45 luôn. Số 7 này có 2 bộ. Số 7 này có 2 bộ. Số 7 em có 2 bộ. Em đang sale 45.000. Trời ơi đầm nè. Có chị nào mặc đầm không mọi người? Đầm em cũng sale 45 luôn đầm. Đầm này 65kg luôn nha mấy chị ơi. Đầm 65kg. 65-70kg luôn. Chị nào lấy đầm comment đầm cho em. Đầm cánh tiên. Đầm cánh tiên tơ tầm luôn. 45.000 luôn đầm. Đầm cho chị Thị Nhung. Số 7 không ai lấy á mọi người. Em còn 2 bộ dây số 7 á. Đầm màu vàng. Em có đầm màu vàng mà tươi nâu nữa nha chị ơi. Comment cho em đầm. Mẫu đó hết rồi Nhi ơi. Còn mẫu đầm số 2. Còn mẫu đầm số 2 tai cánh tiên luôn. Ai lấy đầm số 2 comment số 2 cho em 45 luôn. 70kg về vừa luôn. Em còn đầm số 2 nha. Sale 45. 2 cho Thùy Nhung nè. Comment giùm út 45 luôn đi Nhi ơi.
Comment 2145 nha. À, ủa cái đầm số 2 đó nãy hai cái đầm mà ta. Dây, chị ơi dây là 55-56 ký về nha. Nha chị Trinh Trần cho em số điện thoại địa chỉ chị ơi. Cho Nhi đà đầm này 45 ngàn. Rồi 55 ký về comment cho em. 55 ký về comment cho em số 1 đi. Số 1. 55 ký về số 1 sale 45 ngàn luôn. Số 1. 55 ký về số 1. Số 1 45 ngàn. Số 1 này em được 2 bộ nha, 45 ngàn. 55 ký về số 1. Cho chị Thúy Hằng bộ 45 ngàn. Lụa tơ tầm xe 45 ngàn. Số 1 cho Sương một chuyến bộ. Mấy gì comment quên giá tiền á. Mời bé nó chốt đơn, nó không biết nó đi kiếm em. Nó đi chạy vòng vòng nó kiếm em cái này bao nhiêu tiền. Mấy chị comment ra giá tiền giùm em. Rồi mấy chị lên cho em. Form này form 60kg giùm em nha. 60kg comment số 2 cho em. Số 1 hết rồi chị ơi. Số 2 form này 60kg. Form này form to nha mọi người nè. Form to cho em có tay 60kg comment số 2. Em sale luôn 45 ngàn. 45 ngàn cho em. 60kg về comment số 2 giùm em. Số 2. Ok cảm ơn em. Số 2 giùm em 45 ngàn. Cái này là 60kg nha mấy chị. Rồi comment cho em số 3 nè. Số 3. Form này dành cho mấy chị tròn tròn chút. Số 3 cho em. 45 ngàn số 3. Form này size lớn. Rồi không chị nào lấy bộ size lớn em qua nha. Em qua lô satin đùi nha mấy chị ơi. À lụa đùi đi. Lụa đùi. Đầm treo trên tường là 85 ngàn nha chị. 85 ngàn. Nói chuyện hết nổi luôn á mấy bà. Nói chuyện hết nổi luôn á. Em nói nhiều quá. Đâm ra em nói không nổi luôn á mấy chế. Quần ghim còn nha. Riêng dài với lại chân váy em còn nha. Có chị nào coi chân váy không? Bữa nay em xả chân váy riêng 45 ngàn á. Bộ trắng xanh 45 chị Kim Ngọc Dương mua đi, mai em chốt đơn chị nha. Kim Ngọc Dương này là chung dư tài đinh. Rồi em lên lụa đùi mấy chị ơi. Lụa đùi em sale cho mấy chị nha. Lụa đùi 65 ngàn nè. 65 ngàn luôn. Thôi bán cho mấy chị 60 đi, 60 thôi. Bán rẻ luôn. Giờ lụa đồ em xả luôn 60 ngàn. Hàng này là hàng 75 á, giờ xe 60. Lên đậm, quên nữa. Em có bộ thun lạnh đùi nè. Có chị nào mua thun lạnh đùi nay xả luôn 35 ngàn đi nè. Thun lạnh đùi mấy bà ơi. Lạnh đùi còn mấy bộ nè. Xả cho mấy chị bận. Lạnh đùi sale luôn 35. Lạnh đùi nha. Em còn size lớn không à. Lạnh đùi này sale 35 luôn. Em còn size 60kg cho về thôi. Có mấy bộ size 55kg nè.
có size 55kg và size 60kg. Em sale cho mấy chị bộ này luôn 35.000. Hai lụm này lụm nha. Bộ em mặc hết rồi chị ơi. Bộ em mặc làm măng gồ cánh dơi hết rồi. Em đang cầm bộ này là size số 1. Bộ này là size số 1, 55kg nè mấy chị. Có ren nè. Em sale luôn 35.000. Em có số 1, số 2 và số 3. Bộ tung lạnh đùi cho em 35.000. Size số 1 em còn màu xanh dương nè. Màu xanh dương, màu đỏ đô. Là size 55kg nha mấy chị. Sale 35.000 luôn. Xanh dương nè. Đỏ đô. Đây là size số 1. 35.000. Măng gò 70 hết rồi chị ơi. Cái này size số 3 rồi. Rồi số 1 em còn màu đen. Em sale cho mấy chị 35.000 luôn. Số 1 màu tím. Rồi chị nào lấy bộ đùi tung lạnh em sale 35.000. Số 1 này em còn được 4 màu nha, 55kg về. Màu tím nè, màu đen, màu đỏ đô và màu xanh dương. 35.000 đùi tung lạnh. Vải đẹp nha mấy chị, vải đẹp luôn. Rồi size này size số 3 nè. Size số 3 là size 60kg nè. 35.000 luôn. Đây. Size này size số 3 cho em, số 3. 3 size nha, chị nào lấy mấy bộ comment mấy bộ cho em 3 size. Em sale 35.000. Đó. Chị nào lấy bộ tung lạnh. Em có đầm luôn nha, tung lạnh này có đầm luôn, đầm đầm ngủ 35.000 luôn. Lô này bán sale cho mấy chế rẻ quá trời rẻ luôn. 35.000 á. Rồi chế nào có lấy thì lấy nha, em qua. 35.000. Măng gò 70 em hết rồi chị ơi. Hết măng gò 70 rồi. Và em lên đùi nha. Chị nào hỏi em bầu ngủ em còn ngủ dây là em còn lại này thôi. 35.000. Một đen, ok chị. 35.000. Chị mua đi, vải đẹp lắm, không phải tung lạnh tào lao đâu. Em xe 35.000 á. Rồi lên cho em lụa đùi. 10 bộ là 30.000 chị ơi. 10 bộ là 30.000 bộ. 10 bộ 300. Lên cho em lụa đùi mọi người ơi. 55-56kg về. Comment cho em màu đỏ. Lụa đùi em xả luôn 60.000. Có mình em bán mấy chị giá này đây đó. Nó xỉ. Xỉ chưa chắc được là giá 60 nữa. 55kg về, comment màu đỏ cho em 60.000. Màu đỏ 60. Lụa đùi giùm em đỏ 60. Ai lấy đỏ, comment đỏ 60.000. Trời. Rồi, lên cho em bộ dây xanh dương. Comment cho em dây xanh dương. Alo. Anh ơi, nói gì gió không em không nghe được anh ơi. Rồi rồi nói đi anh. Khách tên gì? Thấm Võ hả? À Sám Võ hả? Rồi sao anh? Gọi ông bắt máy hay là gọi thuê bao? Rồi rồi rồi, anh đi lay cho em cái nữa đi, để em liên hệ với khách coi được không nha. Bà đặt hàng á, thì bà hỏi tôi hàng gửi chưa. Sám Võ mới vừa đặt hàng bữa trước.
sắm vỏ này mới mua cách đây 2 ngày. Mấy chị để ý điện thoại giùm em nha mọi người. Sắm vỏ. Đợi em chút nha mấy chị. Em sợ nhất là cái vụ mà shipper chạy tới nơi rồi mà gọi điện không được á, thiệt luôn á, đau khổ lắm luôn. Áo cam đó, áo cam đó chia bao nhiêu? Dạ không, 65 kg không vừa chơi. Rồi lên cho em bầu dây 50 kg về lụa đùi, lên cho em bầu dây nha, 50-52 kg về dây, 60.000 cho em bầu dây. Chị nào lấy dây comment dây cho em 60 dây, dây 60. Comment cho em bộ dây 60. Trời ơi. Rồi 60 kg về. 60 kg về comment cho em beo. Ai lấy beo comment beo cho em bộ này 60 kg về nha. Em sale luôn lụa đùi 60.000 á, beo nè. Bộ này 60 kg về giúp em. Ai lấy beo comment beo cho em beo. Beo 60 kg đổ về beo. Lụa đùi mấy chị ơi, vải đẹp lắm luôn. Rồi comment cho em mẫu này số 2 đi. 60 kg về comment số 2 cho em nè. Trời ơi đẹp quá mấy bà ơi, 60.000 số 2. Số 2 này 60 kg về luôn, số 2. Lộ đùi có size lớn size nhỏ nha mọi người, 60. Số 2 giùm em. Em đang sale đó mấy chị, lụa này em bán 70 quá nay em xả hết mà. Số 2 60 cho Thúy Hằng. Rồi comment cho em số 3 55 kg về số 3 nè. Số 3 này 55 kg về giùm em số 3. Ai lấy số 3 comment số 3 55 kg về số 3. Số 3 năm số 2 mới rồi chị Ly Nguyễn ơi. Hết số 2 nha em, còn số 3 rồi. Số 3 55 kg về comment giùm em 60.000 nữa nha mọi người. Rồi chị nào lấy sọc comment sọc cho em 55-56 kg về sọc. Ai lấy sọc comment sọc. Ai lấy sọc comment sọc cho em 60 kg về sọc. Comment cho em sọc 60 kg về. Thôi xin lỗi, sọc 55-56 kg về nha. Rồi comment cho em cam đất 55 kg về cam đất. Ai lấy cam đất comment 55 kg về. Bộ lụa quá đẹp luôn, 60.000. Cam đất cho em 55 kg về cam đất. Em la tới 3 giờ rưỡi nha mấy chị. À số 2 còn nè. À cái này số 1. Dập ly chân bông quần dài như hết rồi. Giờ còn dập ly màu thôi. Dập ly bông này bông kia thôi, thấy chân bông hết rồi nha. Rồi 55 kg về comment cho em màu cam. 55 kg về màu cam. Giờ còn dập ly bông thôi em ơi, bông màu này màu kia thôi. 55 kg về màu cam cho em. Đầm sau lưng em này 55 kg về nha chị ơi. Rồi màu đen này 60 kg về màu đen cho em, màu đen. Màu đen 60 kg về giúp em. Ai lấy đen? Ai lấy đen 60 kg comment đen cho em 60 kg về màu đen. Đây là lụa đùi.
lúa đôi lúa đôi có 55 mà có 60 kg luôn. Đầm sau lưng em là 55 kg về không à, đẹp á mấy chị, đầm đầm quá đẹp luôn, đầm vải mango luôn á. Có chị nào coi lụa nữa không, coi lụa nữa không, em lên lụa đùi em còn nhiều lắm. Satin, satin đùi, có ai mua satin đùi không? Satin đùi 75 ngàn. Comment cho em bèo 60 đi chị Ly ơi, bèo 60 giùm em. Bèo, bèo 60 kg. Màu đen 60 ngàn luôn. Năm phơm này 60 kg về nha. Dạ không có 65 kg chị. Màu đen này 60 kg về luôn nè. Bên em không tới 65 kg đâu. Satin màu, bữa nay sale đi. Satin màu nay sale luôn. 55 kg về. Satin màu nay sale mấy chị luôn 70 ngàn nè. 55 kg về cho em sale luôn 70. 55, 56 kg đều ok nha mọi người. Thôi cài sale cho mấy chị luôn 70 ngàn luôn. Satin đùi cho em mà màu nha. Con này chị nào mua bên em rồi biết nè. Vải đẹp cực kỳ luôn, em xả luôn 70. Còn có 3-4 màu gì thôi. 55 kg về mới chế mặt đẹp cho em satin. 55, 56 kg đều ok. Ví dụ bà nào cao hơn em, ốm hơn em thì mấy chị 57, 58 kg nha. Còn mà thấp thấp lùng lùng như em thì 55 kg về. Dạ không. Đây em có màu cam nè. Satin nhà em là vải bao cho mấy chị luôn, satin nàng loại 1 nha. Đây em có màu cam, sale cho mấy chị 70 ngàn màu cam nè. Hàng mướt mượt luôn. Màu cam 70, đa linh lên số điện thoại giùm em chị ơi. Khách mới có số điện thoại địa chỉ giùm em nha. Màu cam cho em 70, màu cam. Satin đùi màu cam nè. Màu vàng em mặc. Màu beo có dài không chị ơi? Dài nó sẽ có mẫu khác nha. Màu xanh, xanh biển. Sale mấy chị luôn 70 ngàn. Không đẹp không lấy tiền 70. Có 4 màu à chị ơi. Có 4 màu thôi. Xanh biển nè. Màu hồng nè. Và màu vàng, em có 4 màu nha. Sale 70 ngàn. Hàng này em mới bán 75 hôm qua đó. Nay em sale 70. Dạ ok chị. Có 4 màu thôi chị ơi. Chị nào lấy satin đùi comment cho em 70 nha. Rồi em còn màu vàng với màu hồng nha mọi người. Em còn màu vàng em mặc cho màu hồng nha. Màu hồng mà đẹp quá. Màu hồng này ngọt vô cùng luôn. Mấy chị coi màu hồng nó ngọt nè. Satin nàng loại 1 cho em. Màu hồng ngọt lắm luôn. Đây. Ngọt ngào lắm nha mấy bà.
em có tiểu thư nữa nha. Em sale cục này nữa, em nghỉ tối live tiếp nha mấy chị ơi. Tại vì giờ em mắc phải đi đây, lấy hàng rồi. Đây tiểu thư. Tiểu thư này em cũng xả luôn 70 luôn. Đây là tiểu thư nha mấy chị. Satin tiểu thư màu cho em. Em còn màu hồng. Em xe 70 luôn màu hồng nè. Mẫu này mẫu tiểu thư giùm em màu hồng. Màu hồng cho em 70. Satin loại 1. Màu hồng, màu xanh dưa cải nè, xanh riêu á. Màu xanh đen. Màu xanh đậu. Cổ tiểu thư nha. Xanh riêu 70 nè. Đẹp lắm mấy chị ơi, cổ tiểu thư á. Lê Thảo xanh riêu 70. Ai lấy cổ tiểu thư nữa comment cho em. Em còn 3 màu nha, màu hồng. Cổ tiểu thư giùm em. Bảy chục. Em còn xanh đậu, xanh đen với lại màu hồng. Đây cổ này cổ tiểu thư nha mọi người. Xanh đậu, xanh đen, màu hồng 70 luôn. Hàng này 75 á. Người ta bán thì mắc hơn em thì không nói mấy chị ơi. Em đang sale cho mấy chế mà. Chưa. Chị chưa có lấy gì cho em á đó. Lê Thảo ơi, lựa trên like đi. Lựa trên like đi cho vừa ý em ơi. Đây. Tiểu thư này form này 56 57 kg. Ba màu nha mọi người. Em còn xanh ngọc nè, xanh đen với màu hồng. Còn ba bộ. Xanh ngọc, xanh đen, màu hồng cho em nha. Bộ này nữa. 70. Em muốn mấy chị lựa trên like. Em muốn mấy chị lựa trên like cho vừa ý. Nhiều khi em lấy mấy chị không chịu, mắc công lắm. Có nhiều chị vậy nó kêu em lấy xong cái không chịu. Cũng như không. Cái kêu tôi lấy mà tôi lấy cho không chịu thì cũng như không thôi, để mấy chị lựa đi. Xanh đen nè. Quên comment 70 rồi. Mai bé nó chốt đơn nó đi kiếm xỉu luôn. Còn bộ màu hồng nha. Rồi có chị nào lấy tiểu thư hình thú không? Hình thú này em còn 3 màu nè. Hình thú này em còn hồng, đỏ, màu ruốc với lại màu xanh rêu. Cái này là tiểu thư hình thú 70 luôn. Này là hình thú giùm em nha, xe 70 luôn, còn 4 màu. Em còn 4 màu. Đây. Tiểu thư hình thú giùm em. Em còn màu hồng ruốc, màu hồng, màu xanh rêu. Tiểu thư hình thú. Với lại màu đỏ, em xe 70 luôn màu đỏ. 70 luôn nha. Ai lấy comment cho em nha. Đây. Ai lấy tiểu thư hình thú comment cho em. Rồi có gì tối em like tiếp nha mọi người. Giờ em xuống like nha mấy chị, em đi công chuyện nha mọi người ơi.
Có gì chị nào mà chưa mua đủ á, thì tối mấy chị lựa thêm nha. Giờ em xuống like nha mọi người, 3:30 rồi. Em đi lấy hàng để trễ quá nhà. Xe nó đi. Dạ có gì xanh với đỏ 70. Có gì tối mấy chị lựa thêm giùm em nha. Xanh đỏ 70 cho Nhân Nghĩa nè. Tối mình gặp lại nha mọi người. Dạ cảm ơn mấy chị nha. Bye bye mọi người nha. Bye bye mấy chế.